Có nên mua bất động sản trong thời buổi hiện nay khi rất là nhiều các cái thông tin về chào bán bất động sản cắt lỗ, bán gấp với mức giá ngộp, mức giá sập hầm, giảm giá từ 20, 30, thậm chí là 50%. Làm sao để có thể phân biệt được và nhận biết ra rằng bất động sản đó đang giảm giá và có giá tốt hơn rất nhiều so với mặt bằng chung để có thể đầu tư? Và làm sao để phân biệt đó chỉ là những cái bất động sản cắt lãi mà thôi? Hãy cùng tôi xem trong video này. Với những ai lần đầu xem kênh YouTube của tôi là Quang Vinh, chuyên đầu tư, tư vấn bất động sản, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tế và cập nhật những thông tin bất động sản mới nhất cho bạn. Bạn có thể xem thêm những video khác mà tôi đã cập nhật và chia sẻ miễn phí trên kênh. Trong thời điểm nào thì cũng có những cái bất động sản được chào bán và bán với cái mức giá rẻ hơn thị trường, với điều kiện là cái người bán người ta cần tiền và người ta cần phải giải quyết nhu cầu về tài chính thì họ chấp nhận bán rẻ so với mặt bằng chung, thậm chí là bán rẻ hơn với cái giá họ mua vào ban đầu là chuyện bình thường và cũng dễ hiểu khi mà đầu tư bất động sản. Và họ cần tiền thì họ bắt buộc phải chuyển đổi và thanh khoản, thậm chí là bán rẻ, điều đó cũng dễ hiểu. Chúng ta cần nhận biết rằng là những cái thời điểm mà khó khăn thì lại là thời điểm mà bất động sản được chào bán ra nhiều nhất. Như vậy thì chúng ta để ý rằng làm sao nhận biết ra rằng các cái kiểu mà người ta thường chào bán hình thức là cắt lỗ, và liệu đó là cắt lỗ thực sự hay chỉ là cắt lãi, hay chỉ là giảm giá, giảm lợi nhuận mà thôi. Trường hợp đầu tiên đó là cắt lỗ. Trường hợp này chỉ là giảm giá, giảm lợi nhuận so với kỳ vọng mà thôi. Ví dụ khi mà mua đầu tư một cái bất động sản, người mua sẽ tính toán làm sao lãi vay của ngân hàng và cái tiền khi bán ra là trên cái số tiền chi trả cho lãi vay ngân hàng thì đã có một khoản lợi nhuận rồi. Thì thay vì chờ đợi là 6 tháng 1 năm không bán được thì người ta sẽ chấp nhận bán rẻ hơn cái lợi nhuận ban đầu. Ví dụ một lô đất là 2 tỷ đồng và sau khi tính toán cái lãi vay của ngân hàng 1 năm là khoảng 100 triệu thì họ bán ra là 2 tỷ rưỡi thì họ đã lời là 400 triệu. Nhưng mà khi để lâu họ không bán được thì họ chấp nhận họ bán với mức giá là 2 tỷ 3 hoặc 2 tỷ 2. Thì thời điểm này đó chỉ là cắt lãi chứ không có nghĩa là cắt lỗ, bởi vì thực ra so với giá ban đầu họ chưa hề bị lỗ một chút nào hết. Thì đó là những là bất động sản mà mang tính chất là cắt lãi mà thôi. Trường hợp cắt lỗ thứ hai mà chúng ta phải để ý đó là giảm cái chiết khấu so với ban đầu. Ví dụ như một khách hàng mua một cái bất động sản hoặc một cái dự án ở những giai đoạn đầu thì được chiết khấu là từ 5 hoặc là 10%. Đến khi chào bán bất động sản đó ra thì họ có thể chấp nhận bán là bằng với giá của thị trường đang chào bán, thì họhọ đã lời từ 5 cho đến 10% được chiết khấu ban đầu rồi. Thế thì khi mà được giao bán là cắt lỗ so với trước mà bán bằng giá của thị trường hoặc thậm chí bán thấp hơn so với giá thị trường trong 3-5% thì họ vẫn có lời từ 3-5% nữa. Thì điều đó đơn giản chỉ là giảm cái chiết khấu, giảm cái lợi nhuận mà thôi. Thì chúng ta cũng cần phải hiểu rõ được cái hình thức đó là cắt lỗ, nhưng mà đó chỉ là giảm cái mức chiết khấu mà họ nhận được từ ban đầu. Một cái trường hợp nữa đó là trường hợp cắt lỗ thực sự. Cái trường hợp cắt lỗ thực sự này thì do đòn bẩy tài chính vay mượn ngân hàng hoặc là đến kỳ thanh toán đáo hạn rồi thì bắt buộc là người ta phải bán đi để mà trả nợ ngân hàng, nếu không thì có thể sẽ bị siết nợ hoặc là bị phát mãi cái tài sản này mất trắng thì không ai muốn. Do đó nên là trường hợp cắt lỗ thực sự họ có thể chấp nhận giảm giá từ 20, 30 hoặc 50% để mà bán được tài sản càng nhanh càng tốt để giảm cái áp lực tài chính mỗi ngày. Và rất là may mắn nếu mà các nhà đầu tư chọn được cái sản phẩm là cắt lỗ thực sự có một cái mức giá
thấp hơn so với thị trường. Nhưng mà làm thế nào có thể phân biệt và biết rằng bất động sản đó đang cắt lỗ thực sự, đang giảm giá so với thị trường, giảm giá hơn cái giá vốn mà cái người cần bán ra. Thế thì chúng ta có những cái cách, ví dụ như là chúng ta phải cập nhật cái thông tin về cái sản phẩm bất động sản đó một cách xuyên suốt trong một cái khoảng thời gian trước đây, bằng cách là so sánh cái thời điểm mà 6 tháng trước, 1 năm trước, 2 năm trước, thì cái điều này hoàn toàn có thể biết được những cái mức giá trước đây, thời điểm cao điểm là bao nhiêu, thời điểm thấp điểm là bao nhiêu và hiện nay là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái mức giá đó có thực sự đó là cắt lỗ hay không, có thực sự thấp hơn so với thị trường để mà mua vàng hay chưa. Và cái việc này thì đòi hỏi chúng ta là phải đi săn những cái sản phẩm như vậy, chứ không phải tự nhiên là có được. Và chúng ta cũng phải kết thân với những người mà môi giới bất động sản để người ta có những cái thông tin xuyên suốt và người ta tư vấn một cách cũng tổng quan và nhiều cái so sánh để mà lựa chọn, cũng như là có những cái thông tin bởi những cái chuyên viên trong ngân hàng, thì người ta có những cái bất động sản mà cần bán gấp, bán nhanh. Khi mà khảo sát tìm hiểu cái sản phẩm cắt lỗ thực sự đó thì chúng ta phải so sánh bất động sản đó với những cái khu vực xung quanh, xem cái giá của nó và cái tiềm năng của nó ra làm sao, có nhiều cái kết nối về hạ tầng và tiềm năng phát triển về lâu về dài hay không để mà quyết định đầu tư. Các cái lợi thế cũng như là các cái triển vọng về cái sản phẩm bất động sản đó trong thời gian tương lai để quyết định là xuống tiền hay là vẫn sẽ chờ đợi. Trong rất là nhiều các cái bất động sản giao bán cắt lỗ thực sự đáng để mua vào và có những cái thông tin chỉ là bất động sản cắt lãi mà thôi. Do đó chúng ta cũng cần phải tỉnh táo và cơ hội cho những người nắm giữ tiền mặt và săn tìm được những bất động sản cắt lỗ thực sự và có lãi ngay từ khi mua.